Các bạn thân mến, trong video hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái phần mềm Supplytech. Ở đây thì chúng ta đã có phiên bản thứ 3. Đây là một trong những cái phần mềm lập trình web khá hữu ích trong cái việc mà chúng ta viết tắt. Thế để download về thì các bạn vào cái trang đó là supplytech.com. Để chúng ta mở vào cái phần download này thì chúng ta sẽ download được cái nội dung cái phần mềm này về. Việc download cũng rất dễ dàng. Nếu mà các bạn sử dụng Windows 64 bit thì các bạn click vào đây thì chúng ta sẽ download được phần mềm này về máy. Nếu mà ở đây tôi đã download rồi cho nên là không cần phải download nữa. Thế sau khi mà cài đặt xong, cái phần cài đặt thì tôi cũng không hướng dẫn chi tiết nữa bởi vì việc cài đặt rất dễ dàng. Các bạn chỉ cần mở cái file setup.exe thôi. Sau đó là cứ thế next là nó sẽ hoàn chỉnh xong cái phần mềm Supplytech. Và sau khi xong chúng ta khởi động lên thì chúng ta sẽ có cái giao diện màu đen chứ không phải màu như này. Ở đây tôi đã cài thêm một bộ theme nữa. Thế khi mà cài đặt cái Supplytech lên thì cũng nó chả có ý nghĩa gì cả. Nếu mà chúng ta thiếu các cái plugin. Chính vì vậy mà việc tiếp theo mà các bạn phải cài đặt đó là cái phần cài plugin. Để cài plugin thì các bạn mở cái trang là packetcontrol.io và gạch xược là installation này. Thì ở đây thì chúng ta sử dụng cái phiên bản Supplytech 3 mà, cho nên là các bạn copy toàn bộ cái nội dung này. Chúng ta copy toàn bộ cái này và sau đó là chúng ta mở cái phần mềm Supplytech lên. Và các bạn chọn vào cái phần thẻ view. Và sau đó là chọn là show controller ở đây. Và dán các cái dòng code mà chúng ta vừa copy ở trên mạng về. Và dán vào đây cái là xong. Dán vào đây cái thì sau đó là các bạn nhấn enter. Thì nó sẽ tự động cài đặt vào cái phần mềm cho các bạn. Tiếp theo thì sau khi cài đặt xong thì cũng chưa xong. Bởi vì ở trong đó có rất nhiều plugin. Chính vì vậy mà chúng ta cần cái plugin nào thì chúng ta cài cái đó. Chứ nếu không để bình thường nó vẫn chưa có. Để cài đặt các plugin này thì các bạn chọn vào cái phần Preference. Và sau đó chọn vào Backit Control để chúng ta cài đặt. Và ở trong cái phần Backit Control này thì có rất nhiều các cái thứ khác nhau. Chúng ta không quan tâm nhiều, chúng ta chỉ quan tâm đến một phần đó là Install Backit. Và chúng ta click vào Install Backit này. Click vào đây cái thì nó sẽ hiện lên một cái bảng thoại tiếp theo để chúng ta tìm kiếm các cái plugin ở trong này. Các bạn có thể, bởi vì nó nhiều lắm, cho nên là nếu mà nhìn vào đây thì rất là khó. Nếu mà bạn nào có thời gian có thể sưu tầm và tìm hiểu từng cái loại này. Quan trọng nhất là chúng ta cài lên rồi chúng ta phải biết cách sử dụng. Đấy, thì ở đây thì tôi đã ghi ra đây các cái plugin cần thiết như là MS, CSS. MS này là cái phần quan trọng nhất. Bởi vì với MS này khi các bạn gõ chữ MS này vào đây thì các bạn thấy là MS CSS Snippet thì nó hỗ trợ cho cả HTML và CSS. Nhưng mà trong cái phần mềm này thì tôi thấy là chủ yếu là nó hỗ trợ về HTML và CSS là nhiều. Chứ còn với các cái ngôn ngữ lập trình khác thì cũng tìm cũng rất là khó. Rồi là ở đây thì tôi cũng có sử dụng cái bộ theme để cho cái màu nó sáng hơn. Chứ còn bình thường các bạn khi mà các bạn cài đặt ý, thì nó cũng rất là dở cái chỗ là màu nó màu đen xì, đúng không? Nhiều bạn bây giờ rất thích cái màu đen đỏ thì các bạn có thể sử dụng màu đen đó. Thế còn ở đây chủ yếu là tôi sử dụng để làm các video hướng dẫn hoặc là làm các cái bài giảng. Chính vì vậy mà tôi cần cái màu sáng hơn thì các bạn nhìn vào nó sẽ dễ hơn. Chứ còn nếu mà để màu màn hình tối đen vào thì nhìn rất là khó. Đấy là cái phần plugin thì các bạn cài thêm. Ngoài ra thì có các bootstrap. Phần bootstrap này cũng rất là hay. Thì các bạn cố gắng cài đủ các cái plugin mà tôi đã liệt kê ở đây. Đấy. Ở đây có cả cái phần color rồi là các cái phần nó hỗ trợ nữa. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là chỉ cần MS này, rồi Bootstrap này, hết tiềm năng 5, rồi CS3 và những cái này cũng là khá đầy đủ cho các bạn rồi. Thế còn cái phần theme ấy, thì là các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng ấy, thì các bạn gõ chẳng hạn như là các bạn thích theme nào thì các bạn nên gõ vào đây. Chẳng hạn như là cái phần theme này.
Và chúng ta gõ vào đây thì các bạn thấy là có rất nhiều các cái theme khác nhau để chúng ta có thể cài đặt, đúng không? Và ở đây nó có cái hướng dẫn chi tiết về cái phần cài theme đó để cải tạo cái giao diện của cái phần nội dung này. Tất nhiên là khi nếu mà bạn nào lần đầu tiên tiếp xúc với cả phần mềm này thì cũng gặp hơi gặp khó khăn một chút thôi. Thế khi mà chúng ta mất độ khoảng 1-2 tiếng chúng ta bỏ ra chúng ta nghiên cứu thì chắc là các bạn cũng sẽ làm được thôi, chứ cũng không khó khăn gì trong cái việc mà nghiên cứu một cái phần mềm. Đúng không? Quan trọng nhất là chúng ta sử dụng nó như nào. Đấy, tôi lấy ví dụ như Theme 9 này chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn thấy là người ta hướng dẫn kể cả cái phần mà Backit Control chúng ta intro nó như thế nào, đúng không? Đấy. Đây là vừa nãy hình như cái phần mềm kia, cái nội dung kia là tôi phải download về đấy, thì mới có thể làm được cái phần này. Đấy, thì cái phần intro ở đây thì các bạn có thể click vào đây để copy cái này về, sau đó là cài đặt các cái plugin cần thiết đưa lên đây. Đấy là các cái nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn nói với các bạn về cái phần này. Đây là ví dụ như ở đây các bạn có thể xem được các cái backkit control tôi đã cài đặt. Đấy, chẳng hạn như là Bootstrap 3 này, Bootstrap 4 này, tôi đã cài rồi này, đúng không? Color Picker để hỗ trợ này. Rồi CSS Snippet này. Đúng không? CSS 3 này. Rồi DocBlock. Cái plugin này thì nó sẽ hỗ trợ cho cái phần mà sau này chúng ta lập trình PHP ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cái phần viết các cái câu chú thích ấy. MS này là phải cài, đúng không? MS. Rồi là Hayaku này, cái này cũng được hỗ trợ thêm CSS. Rồi HTML5, JavaScript, Node and Snippet này. Rồi jQuery. Rồi ở phần dưới này là các cái backkit control nó có sẵn trong cái phần cũ. Còn đây là cái theme của Primer, đúng không? Thì đây khi mà mở lên thì các bạn thấy là trong cái phần này nó tôi đã cái này tôi cũng đã copy và intro vào đây, đúng không? Trong cái phần mà cài đặt thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng cái đó, còn cách thứ hai là các bạn có thể download cái backkit đó về, sau đó browse đến mở nó ra và import trực tiếp vào trong này cũng được. Nó cũng dễ thôi, không khó khăn gì đâu. Mới đầu thì các bạn nên cố gắng cài được cái MS và các cái CSS này để chúng ta bắt đầu thực hiện. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra ở đây một cái file. Chẳng hạn như tôi chọn new file đây thì chúng ta sẽ chọn đây, đúng không? Tôi lấy là example đi. .html và enter cái thì nó sẽ ra cái trang example này. Và ở đây thì đầu tiên khi mà chúng ta cài xong các plugin thì cách viết tắt cũng rất dễ. Chẳng hạn như tôi muốn tạo ra ở đây một trang HTML, chúng ta chỉ cần gõ HTML và gõ đây thì nó sẽ lên cái này, đúng không? Nhưng mà chúng ta lấy 2.5 bởi vì bây giờ chúng ta lập trình HTML5 mà, cho nên khi nhấn tab đây cái thì nó sẽ ra luôn toàn bộ các cái nội dung cơ bản đầu tiên của cái trang HTML5. Thế còn nếu mà bạn nào muốn gõ nhanh hơn thì chúng ta dùng cái dấu chấm than, đúng không? Sau khi gõ dấu chấm than sau chúng ta chỉ cần nhấn phím tab cái thì nó sẽ ra được toàn bộ cái này. Và ở trong cái phần title chẳng hạn tôi ghi là bài giảng về supply text. Chẳng hạn như vậy, cái phần title, đúng không? Thế sau ngay sau đây thì dưới phần link thì chẳng hạn như chúng ta muốn link đến một cái file CSS hoặc là một cái file nào đó thì chúng ta có thể rất đơn giản là các bạn chỉ cần gõ chữ link thôi. Thì chúng ta sẽ khi nhấn phím link như đấy là nó sẽ ra luôn là link, thì nó sẽ hiểu là style sheet luôn. Đấy, nếu mà link 2.css thì nó hỗ trợ thêm nữa là nó gõ luôn là cái file này, file thường thường người dùng hay đặt là style mà. Và ở đây nó đã đánh dấu sẵn chúng ta thích gõ cái gì thì gõ, đúng không? Chẳng hạn như là tôi gõ là CSS Bootstrap .min, đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta gõ được luôn rất dễ dàng. Hoặc là cái file link này chúng ta gõ link này, sau đó là đây là favicon. Đấy. Sau khi xong chúng ta nhấn tab cái thì nó sẽ ra một cái shortcut icon.
Tức là đây chính là cái icon mà chúng ta sẽ để ở trên mạng. Ví dụ như là đây chính là icon của phần intro, đây là của Supply Tech này, hoặc của cái trang đào tạo tin học của tôi, hoặc là cái trang website trường Cao đẳng Sư phạm An Bái, thì nó có các cái icon nó xuất hiện. Đây chính là cái phần link này, đúng không? Đấy thì nó có rất nhiều các cái hỗ trợ. Hoặc là ở đây ví dụ như các bạn muốn về viết các cái thẻ, nó dễ thôi, chẳng hạn như là tôi muốn viết một cái thẻ là header. Muốn viết một cái thẻ này thì chỉ cần gõ chữ header, sau đó nhấn phím tab thôi. Đấy, gõ này, nhấn nhấn phím tab cái xong, đúng không? Hoặc là các cái thẻ P hoặc span. Chỉ cần gõ này cái thì nó sẽ ra luôn được như này, đúng không? Thì chúng ta không không cần phải gõ thẻ nữa, thì nó sẽ đỡ mất rất nhiều công sức với phần mềm này. Đặc biệt là nó gõ cùng một lúc được rất nhiều thứ. Chẳng hạn như là tôi cần riêng về cái các cái thẻ deep thì không cần phải gõ. Chẳng hạn như là tôi cần một cái collapse container. Được chưa? Thì khi chúng ta nhấn phím tab cái thì nó sẽ ra deep collapse container luôn. Hoặc là nếu mà không phải là collapse container mà là ID, thì nếu mà ID thì chúng ta dùng dấu thăng thôi. Các bạn lưu ý là phải để trỏ chuột về cuối cuối dòng nhé. Sau đó là chúng ta nhấn phím tab cái thì nó sẽ ra deep ID chứ không phải deep collapse nữa. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi. Thế còn nó có thể tạo ra rất nhiều các cái cấp độ khác nhau cho một cái thẻ. Chẳng hạn như là tôi cần có một cái navigation. Đấy, tức là tôi có một cái chẳng hạn như là tôi có một cái nét, tức là tạo ra một cái thẻ nét trước này, sau đó là các cái UL, sau đó là LI và sau đó là thẻ A. Được chưa? Thì khi mà chúng ta làm như thế này thì lập tức là tất cả các cái nội dung này nó sẽ được hiển thị ra như này, đúng không? Đấy thì nó sẽ ra các cái cấp từ nét này, UL này, sau đó là LI và Href luôn, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng tôi cần rất nhiều các cái LI, thì cái cách thứ nhất thì có thể là chúng ta đóng ngoặc, mở ngoặc vào đây và sau đó nhân với, chẳng hạn tôi nhân với 5. Đấy. Thì nó bởi vì LI với A thì viết như này thì chúng ta sẽ ra được cái LI và A, và A sau thẻ LI mà, thì tất cả cái này nó nhân với 5 cái thì nó sẽ ra được tất cả các cái nội dung là nép này, xong đó là UL LI Href này chẳng hạn, đúng không? Hoặc là cái cách thứ hai là chúng ta có thể viết là đường đến LI tôi nhân với cả 5 và sau đó lớn hơn là A chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể viết được như vậy, chứ không nhất thiết là phải viết kiểu kia, đúng không? Hoặc đóng ngoặc mở ngoặc để nó gần như là một cái tổ hợp, nó thể hiện luôn toàn bộ cái đó, và cần nhân với bao nhiêu thì chúng ta nhân một cái là ra luôn. Đấy, hoặc là trong này thì ví dụ A là class là navigation chẳng hạn, có một cái class nav thì ấn vào đây thì tất cả các cái này nó cũng sẽ ra là nav đấy, đúng không? Đấy, rồi là các cái LI này chẳng hạn như là tôi có một cái thẻ là 3 này chẳng hạn, đúng không? Thì trong cái class này nó cũng sẽ ra, à chết, xin lỗi, cái này phải để cuối dòng, đúng không? Thì class 3 này, class nav này, đúng không? Rồi là cái phần đầu đầu tiên này tôi cần một cái class là navigation chẳng hạn. Đó. Và cái phần này chẳng hạn đây là 3 đi, đúng không? Rồi đây là 3, này là 3 item. Đó, và cái phần này là tôi lấy một cái thẻ là bút tầm chẳng hạn, đúng không? Đấy, chẳng hạn như vậy. Thì ở khi mà chúng ta viết như này thì ngay lập tức nó sẽ ra tất cả cái một cái sidebar mà chúng ta cần thiết cho một cái trang web, và cái trỏ chuột nó sẽ ấn ấn định ở đây, chẳng hạn như là chúng ta viết link vào đây, sau đó nhấn phím tab cái thì nó sẽ ra ở đây, chẳng hạn home này, đúng không? Nhấn tab cái nữa thì nó sẽ nhảy vào luôn cái này, nhấn tab cái nữa nó chẳng hạn ở bao này, đấy chẳng hạn như vậy. Thì rất là dễ dàng và đơn giản, các bạn có thể tạo ra được kiểu như vậy. Còn một cái nội dung nữa mà các bạn cũng lưu ý khi mà chúng ta sử dụng, chẳng hạn như tôi muốn các cái thẻ deep này nó ngang hàng nhau, chẳng hạn như là deep ID là header này, đúng không? Sau đó là một cái thẻ ngang hàng với nó là cộng, thì các bạn dùng cái cộng nhé. Đấy, thì cái một cái
lát nữa là tôi sẽ lấy là container chẳng hạn. Đấy, sau đó là chúng ta lại cộng với một cái class nữa là chẳng hạn như class là footer. Đấy, khi mà chúng ta đặt như này, khi chúng ta sử dụng dấu cộng như này thì có nghĩa là chúng ta sẽ đặt nó là ngang hàng, đúng không? Đấy, thì khi vào đây thì các bạn thấy là nó ra ba cái div này nó sẽ ngang hàng nhau. Thế còn muốn tạo con thì chúng ta dùng dấu lớn hơn. Đấy là còn rất nhiều các cái thủ thuật khác nữa thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đấy, thì nhiều lắm, về riêng về HTML thì nó cũng có thể lấy được các cái thẻ khác nhau. Rồi là ở đây thì tôi cũng nói thêm với các bạn một cái phần nữa, đó là khi mà chúng ta sử dụng Bootstrap ấy thì nó có rất nhiều thứ, chẳng hạn như là tôi xóa toàn bộ cái này đi nhé. Thì với Bootstrap thì nó khi mà các bạn cài đủ Bootstrap 3 và Bootstrap 4, Bootstrap 4 là template thì phải. Đấy, khi mà chúng ta gõ đây cái thì dùng Ctrl cách thì các bạn thấy là nó ra một đống luôn, đúng không? Ví dụ như chúng ta lấy cả một cái block của Bootstrap ấy thì các bạn chỉ cần nhấn Enter cái thôi, đúng không? Tức là ở đây thì chúng ta có thể template này, hai chấm này, hai chấm block này. Đấy, sau khi xong cái này cho các bạn nhấn phím tab cái thôi, đúng không? Nhấn phím tab này cái thì nó sẽ ra cả cái trang Bootstrap luôn. Đây là một một cái trang mà nó cả một cái block đây, các bạn có thể xem ở đây, đúng không? Đây example đây, đúng không? Thì các bạn thấy là khi mà nhấn phím tab thôi nó đã ra cả một cái trang block cho các bạn, coi như các bạn chả phải viết gì cả mà chúng ta chỉ cần sửa các cái nội dung trong này cái là xong. Đúng không? Rất dễ dàng và đơn giản khi mà chúng ta sử dụng Bootstrap. Và tất cả các cái link này thì nó đã link trực tiếp ở trên mạng cho các bạn từ V4 alpha-getbootstrap.com. Đấy, thì nó lấy trực tiếp từ các cái trang đó. Trên thực tế thì tôi thấy là sử dụng các framework thì chúng ta chả cần phải nén nó vào trong cái website của mình đâu, mà chúng ta sử dụng trực tiếp cũng được, chả sao cả, đúng không? Đấy, đấy chẳng hạn, đấy đấy là một cái ví dụ. Thế còn với Bootstrap thì thôi để cho nó ngắn gọn thì tôi viết ở đây cho nó dễ nhé. Đấy, thì các bạn có thể dùng cái BS gạch ngang này thì chúng ta phải dùng BS3, Bootstrap 3 mà. Và gạch ngang ở đây thì chúng ta thấy ra đây là code, là form, là well, là icon, rồi tất cả các cái nội dung là nó sẽ có toàn bộ ở đây, đúng không? Các bạn cần cái gì là chúng ta sẽ ra, chẳng hạn như là pagination, đây là cái bộ mà nó phân trang, đúng không? Nhấn enter cái thì nó ra tất cả các cái phần của một cái phần phân phân trang luôn, đúng không? Đây rất là đơn giản. Thì với Bootstrap là như vậy, tất nhiên chúng ta phải thêm các cái nội dung vào đây. Đây tôi chỉ nói thử nghiệm thôi, đúng không? Hoặc là một cái navbar này, đúng không? Và chúng ta nhấn Never 3 đây thì lập tức là toàn bộ cái file Bootstrap này nó đã hiển thị ở đây, đúng không? Và nếu mà tôi copy ở đây nhá, copy ở bên phía bài này sang, chẳng hạn như là bài giảng Bootstrap này, tôi copy toàn bộ cái phần này vào, này từ meta này, đúng không? Copy và đưa nó vào đây. Rồi là cái phần cuối trang chúng ta cần thêm các file CSS để cho nó thằng Bootstrap này nó chạy thôi, đúng không? Và copy cái phần này dưới cuối trang này vào thì các bạn sẽ thấy kết quả của nó là gì, cái gì, đúng không? Đây đấy. Và khi mà chúng ta xong rồi chúng ta lấy lại này thì các bạn thấy là toàn bộ cái navigation này nó đã xuất hiện đây rồi, đúng không ạ? Đầy đủ, và chúng ta chỉ cần việc sửa lại các cái title này thôi, đúng không? Các cái tiêu đề rồi là cái ấy thì chúng ta ra được toàn bộ cái nội dung của bài giảng Bootstrap. Đấy, thì về Bootstrap thì nó hỗ trợ rất là mạnh. Đấy, rồi là rất nhiều các cái nội dung khác với HTML rồi CSS, chẳng hạn như tôi lấy CSS chẳng hạn nhé. Các bạn chỉ cần gõ style, đúng không? Thì nó sẽ ra vào đây, và chẳng hạn như tôi cần một cái ID chẳng hạn như là comment chẳng hạn. Và gõ vào đây thì nó hỗ trợ cả CSS rất là mạnh. CSS chẳng hạn như là tôi gõ là width thì nó sẽ hiểu đây là width, và nó lấy luôn cái giá trị là 100%. Còn width ở đây các bạn gõ 200px
thì có nghĩa là chỉ cần W 2.200 thì nó sẽ ra đấy. Còn ví dụ 2 thì gõ chữ H thôi thì nó sẽ ra 2. Thường thường nó lấy luôn theo kiểu responsive 100% chẳng hạn. Rồi là DC đúng không? Là display đúng không? Và nếu mà các bạn lấy bởi vì display DC là compact, còn nếu mà display none thì DN cái là nó sẽ ra display none. Rồi là display block thì là chúng ta chỉ cần gọi chữ DB cái thì nó sẽ ra. Nói tóm lại là cái thằng này nó dùng nó cũng dễ thôi, cũng chẳng ai hơi đâu mà đi thuộc từng cái câu lệnh này, nhưng mà chúng ta nhớ được cái câu, cái chữ cái đầu tiên của nó ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng được thôi, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta dùng từ margin, đúng không? Margin thì chữ cái đầu tiên thì nó là M mà, cho nên 2 chấm là 300 px chẳng hạn. À, là 300 thôi, chúng ta nhấn phím tab cái thì nó sẽ ra margin 300 px. Hoặc là portion, đúng không? Đây là part, đây là padding, đúng không? P là padding mà. Padding thì chúng ta có thể lấy là 100 chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ ra luôn là padding. Rồi là các cái câu lệnh khác, rồi ngoài ra thì nó còn có các cái CSS3 nó cũng hỗ trợ rất là mạnh. Thì trong các cái nội dung này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Tôi nghĩ là tất cả các cái câu lệnh dù đã được hỗ trợ hay không hỗ trợ, hoặc được viết tắt hay không viết tắt, thì chúng ta vẫn phải nhớ được cái chữ cái đầu tiên. Và sau đó Ctrl Enter, dùng cái Ctrl Cách. Và với cái phần mềm này thì chúng ta chỉ cần nhấn phím Tab cái thì nó ra, đúng không? Hoặc là PO thì chúng ta sẽ có ra là portion, đúng không? PO là ra portion, hoặc là chúng ta PO và 2 chấm này là cái kiểu của nó. PO hình như tôi nhớ là portion là none chẳng hạn, đúng không? Không được. Thì chúng ta có thể gõ vào đây, đúng không? PO chẳng hạn như là 2.f chẳng hạn, đúng không? Thì chắc là ra pixel, đúng không? Chúng ta cứ bịa ra thôi, tôi cũng chả biết cái câu lệnh này đâu. Nhưng mà thực tế ra thì khi mà chúng ta cứ áng áng và chúng ta khác tự diễn biến nó ra thì chúng ta sẽ làm được thôi, chứ cũng không phải khó đâu. Ví dụ vừa T, đúng không? Thì nó biết là top, đúng không? Rồi là R thì chắc là hiểu là right, đúng không? Rồi là L này, đúng không? Thì nó chắc nó hiểu là left, đúng không? Và chúng ta chỉ cần ghi các con số vào đây. Thì qua đây thì các bạn thấy là với thằng Supply Text này, nó hỗ trợ cho về phần thiết kế web rất là mạnh. Về đầu tiên là về HTML, thứ hai là về Bootstrap, và thứ ba là CSS. Thì chúng ta có thể làm nó nhanh hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và nó sẽ tạo ra những cái nội dung mà tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể sử dụng được. Trong thế còn với phần khi mà lập trình web thì phần mềm nào là hữu ích nhất? Thì chả có phần mềm nào là hữu ích nhất cả. Phần mềm nào nó cũng có những cái ưu điểm, và phần mềm nào nó cũng có những cái nhược điểm riêng của nó. Ví dụ như Supply Text này thì nó hỗ trợ chúng ta viết tắt, nhưng mà nó không hỗ trợ chúng ta về các cái nội dung là hiển thị sẵn. Ví dụ như là các bạn không nhớ được cái đây là class, đây là never bar, hay là never bar default, hay là never bar invert hay như nào đó. Thì phần mềm DrainWay này làm rất tốt những cái đội điều đó, hoặc Athena nó có thể sử dụng được, đúng không? Tức là chúng ta quên, không nhớ được class mình đã xây dựng hoặc class của các cái framework rồi thì chúng ta nên sử dụng các phần mềm đó. Thế thì các cái phần mềm này nó hỗ trợ lẫn nhau. Thế còn PHP thì với JavaScript thì tôi chưa dùng nhiều trên Supply Text, bởi vì cái hỗ trợ của nó cũng ít. Thế cho nên là với cái loại nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó. Thì tôi nghĩ là nếu mà các bạn thiết kế web chuyên nghiệp thì các bạn nên sử dụng phần mềm này và phối hợp thêm với một số các phần mềm hỗ trợ khác nữa thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Chứ còn bởi vì nó được cái ưu điểm này nhưng nó lại dính cái nhược điểm khác. Chính vì vậy mà bản thân tôi hiện nay thì tôi cũng dùng rất nhiều các cái phần mềm khác nhau để lập trình. Ví dụ như cần làm cái này thì chúng ta dùng phần mềm này, còn cần làm cái khác thì lại phải dùng phần mềm khác. Nếu mà các bạn lập trình web bằng ASP.NET hoặc MVC với ngôn ngữ C# thì chắc chắn phải dùng Visual Studio chứ không có thể dùng phần mềm khác được. Còn các cái phần mềm này chủ yếu là ứng dụng cho thiết kế web và lập trình web với PHP thì chúng ta thuận lợi. Nhưng mà tôi khuyên các bạn cũng không nên dùng một phần mềm riêng, mà chúng ta nên kết hợp các phần mềm với nhau để làm sao cho cái công việc của chúng ta thuận lợi nhất, nhanh nhất. Bởi vì là các phần mềm nó hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Thậm chí là có những cái phần mềm mà bây giờ người ta viết ra sử dụng Bootstrap ấy,
thì chỉ cần gắp thả thôi là cũng có thể tạo ra một cái trang web rồi. Tuy nhiên thì tôi cũng đã từng sử dụng kiểu như vậy để cho nó nhanh, nhưng mà thực tế ra khi dùng là mình không thích đâu, bởi vì nó không theo ý mình được. Chính vì vậy là tôi khuyên các bạn nên học lập trình và tự tạo ra cho mình một cái trang web, hoặc là sử dụng các cái framework, ví dụ như W3.CSS hoặc Bootstrap để thiết kế web. Thế còn thiết kế như thế nào là còn nhiều vấn đề nữa, đúng không? Bởi vì là dù là Bootstrap hay W3 thì chúng ta vẫn phải viết thêm style để có thể hỗ trợ nó cho cái giao diện mà mình đã thiết kế. Và trên đây cũng là một số các cái hướng dẫn cơ bản về cái phần mềm SupplyTech, cũng như là một số các cái lời khuyên dành cho các bạn khi mà chúng ta thực hiện cái công việc là thiết kế web hoặc lập trình web. Và video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.